anh cứ sớm ống nhà, cứ sớm nhà anh mà. Còn ngủ mà mền gớm lắm. Rồi. Chế đứng lên này chế. Không té à, nó té nó. Sao mục đích là bây giờ đây làm cái lưng anh dựa vô cái ghế. Cái lưng anh dựa. Rồi. Đúng rồi, mình lẳng lơ lên anh chế. Lý à Lý. Rồi. Ê trời Hải ơi. Lý Hải. Hình ảnh đây Lý. Lên đây cái coi. Kim Lý, tao mời diễn viên Kim Lý lên chỉ đạo hình ảnh lẳng lơ lên. Lên Lý lên đây coi. Lý lên đây. Mẹ nó trốn đạo hay gì á mày ơi. Từ khi có vợ nổi tiếng đồng thời ở dưới luôn à. Ủa Nhật Kim Anh đâu rồi? Dạ Kim Anh đi qua xe kia hả? Mẹ chết cha rồi. Bỏ thì... Lý Hải không? Bỏ Lý Hải luôn rồi. Ừ. Còn mới nghe đám cưới ở trên ngọn cầu văn là mình cầu Mỹ Thuận bỏ luôn rồi. Bởi vì Lý à, mở cái mỏ ra đi chung. Mở cái mỏ chốn gì? Chốn nợ cái gì đó. Thảo ơi, bấm hoài nè. Quà đi đứng đây nè Lý. Làm gì nữa? Lý Hải mà tôi biết tốn biết bao nhiêu tiền cả căn chung cư. Trời ơi, hai con này là một căn chung cư riêng ba cây chứ đâu có ít hỏi gì. Cởi áo rồi thấy gì thì cũng đúng rồi, cởi áo rồi. Bành ngực cái giùm em. Thôi không có mặc áo ngực. Bành ngực cái đi. Không có mặc áo ngực. Anh có cái xu chi cái gì đâu mà lẻ lắm đi, mất thời gian quá. Không, tí nữa tao xé. Tốn biết nhiêu tiền. Lý giờ biết gì tao quá. Anh đừng cởi áo hả? Anh đừng có nghĩ anh là sao sẹt mà anh muốn làm gì làm nha. Đừng làm gì tôi nha. Sao hàng ăn? Lý ơi, đừng nghe làm gì tôi nha. Rồi, chúng mình nha. Rồi, ông trời. Rồi, hỏi ông chủ sức bóng nè. Anh lỡ anh vô tình hay là anh cố ý mà anh tạo ra cái sức bóng này chưa? Anh sắp xếp rồi. Nói cũng là vô tình hay là cố ý cũng không đúng. Tại vì mục đích của em là phải sức bóng này là em đã chuẩn bị cách đây khoảng 2 năm rồi. Tất cả dàn diễn viên và người mẫu này em cũng đã đi từng tỉnh của Việt Nam mà có lúc em đi ra nước ngoài nữa. Wow. Em tuyển chọn rất là sát sao và rất cao. Mình không thể nói nào là mình vô tình được. Mình cố ý. Cố ý rồi. Vậy là cái bóng này là bóng xuyên lục địa đúng không anh? Em nói đúng đúng không anh? Thì cái đội bóng này em lập ra để thi đấu cái đấu trường quốc tế nữa. Mình muốn cái giải nào lớn lớn cho vinh quang của cái đội của mình. Rồi sẵn đây anh nói luôn đi, nhà tài trợ nào với anh? Nhà tài trợ của mình ở đây là ý anh nói là nhà Hồ Cát ha. Em chơi nhớt không ạ? À chứ không có chơi dầu nữa. Dầu nó nói chung là nó mau hết rồi. Chắc tôi có ý kiến đi. Nghe nói bậy bạ là bà nó đàng hoàng à. Mà anh Hải có thâm niên bóng 30 năm. Anh là phớt phay của buổi tối. Chị Hải, chị à, Hải. Tôi xin phát biểu nha. Với cái chương trình của sấm bóng này đã được đầu tư rất lâu nhưng mà nó không được nổi. Tới ngày hôm nay thì sấm bóng của tôi tối nay sẽ ra mắt với mấy bạn là bóng xà bàn này. Sấm bóng mãi đến. Nhân sao mất phải đỉnh đi. Từ từ từ, cuối cùng đi rồi sắp phải đỉnh. Thằng A với cuối cùng. Hỏi câu gì dễ dễ nha má. Rồi. Rồi anh đứng đây coi anh ngồi cái gì vậy anh, sao mà cứ tổ chức ông trưởng ban tổ chức mà anh cứ suốt ngày anh cứ đi ấy ấy đúng đi vô bóng nó còn vô rồi rồi chưa ấy xuống không anh anh Hải ơi có cái lời đồn ở trong cái sớm bóng á là anh có cưới Nhật Kim Anh ở trên cái dốc cầu Mỹ Thuận đó, cái chương trình đó nó diễn ra tới đâu rồi anh? Nghĩ càng hắn hoài. Vô lòng mà hỏi câu hỏi liên quan tới bóng đi cho em đi. Wow. Thì cũng có cái đó. Thấy câu hỏi lăng mang quá. Không, cái đó hiểu câu hỏi. Cái đó nó cũng có nghe đồn đó, tại vì anh không dám vấn đề luôn vô vấn đề. Rồi, ý là anh là chùm sấm bóng rồi đó mà anh còn cưới Nhật Kim Anh để làm gì vậy anh? Dạ cái đó em muốn che mắt thôi ạ. À, mình nói che mắt cũng đúng đó anh, mình muốn gây dựng thương hiệu và dựa trên cái ca sĩ nổi tiếng đó thôi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi. Tiếp đi anh. Đụ. Xin lỗi. Ta trực tiếp anh ơi. Cắt bỏ khúc này. Không, cái đó là anh chế sẽ chèn vô một con chim cho nó lan. Rồi. Trực tiếp đi anh ơi. Rồi. Anh nói đi anh. Câu hỏi đó. Em giới thiệu của em bóng chi nhánh Vĩnh Long. Bóng xuyên ngã chi nhánh chi nhánh gì
nhìn sao? Được được sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của anh Hải thì 2 năm trở lại đây em đã dần dần hơi bóng bóng. Bông bông bàn bàn lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bóng là cũng phải có dẫn dắt nữa đó. Dạ. Bóng năm tự dẫn mấy bóng nhỏ. Anh nói nhanh nhanh anh ơi, cái này rồi. Show biết nhiêu tiền mà. Mọi người hãy cùng nhau bóng với đội chúng em nhé. Chớm bóng mãi định, chớm bóng mãi định, chớm bóng mãi định. Đợi ngay tôi sẽ ra mắt với mọi người đây, bị bóng trắng ngồi hoài. Và một phần không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay đó là celeb đó, Trúc Nhân. Tối nay có một chương trình gọi là biểu diễn tại 30 thuộc. Chúng tôi đã di lý rất là xa, cũng 400 cây số chúng tôi mới lên đây, và chúng tôi sẽ có tiếp tục chương trình để làm mở chi nhánh tại đây đây. Mở chi nhánh má ơi, đi lậu chế ơi, chế lên nói luôn giùm em là mở chi nhánh gì vậy chế? Rồi chúng tôi sẽ tạo ra một cái sân chơi, cái đòn bồng. chúng tôi sẽ tạo ra một cái sân chơi mới tại nơi đây. Và do anh Lý Hải này sẽ đảm trách nhiệm dẫn dắt tìm kiếm sao bố trí phù hợp ở đây. Khổ quá trời, hết keo rồi. Yeah, boy. Mày nghĩ vô bằng là vi. Vô là vi nè. Nói em phóng dẫn là chế chàng đầu à. Cho nên là tối nay quý vị dành chút thời gian để mà vào lúc 7 giờ tối chúng tôi có một chương trình gala rất là lớn. Chạy cho nó dựng, nó dựng. Chế ơi, chế người hâm mộ là có hỏi là tiễn có cái tiêu chí gì hay không, hay là chỉ cần đích bự là tiễn hả chế? Phải tiễn. Nói chung là mình không có cái tiêu chí gì gọi là cao hết á. Cái đam mê là giàu. Đam mê gì má? Đam mê làm bóng má ơi. Đam mê là giàu. Đam mê làm bóng. Vào rúp đó. Vào rúp thì nó giàu. Nó giàu giàu. Tưởng đâu má dẫn vô khách sạn giàu quá. Hiện tại bây giờ chúng tôi có những cái tên đặt rất là hay cho cái đội này. Xin mời quý vị. Như gì bùng khô cũng có nè. Bùng khô. Rồi lần khên thì khưa rồi đó. Lần khê. Làm không lạc khê. Làm ví dụ như người bên trái bên phải của tôi nè đó. Có một tên rất là đẹp. Tên gì? Má ơi, má mở mặt đi, bộ má trốn nợ sao mà má đi ra ngoài đi. Nị bật bỏ quá. Anh tự giới thiệu tên của mình đi anh. Ủa nữa hả, giới thiệu tên hả? Cái tên đó bóng cái gì? Bóng dạo gì đó. Xuyên né má ơi. Nói rồi đó, bóng gì rồi nha. Anh là bóng gì? Em xin lỗi, em chưa có nghệ danh. Trời ơi, má Hải ơi, đặt nghệ danh cho người ta đi má Hải. Đặt nghệ danh dùm cái. Nếu mà bạn chưa có gì nghệ danh thì mình sẽ cho bạn một cái nghệ danh là bóng xuyên á Vĩnh Long. Rồi bóng xuyên á Vĩnh Long. Rồi tay anh chị ơi. Rồi bóng xuyên á Vĩnh Long nha. Mở kèo phán đó nha. Và mình xin mời mấy bạn tối nay sẽ đón một cái chương trình đêm chung kết của nhà bóng. Tối nay sẽ diễn là đêm đầu tiên, nếu mà đậu thì bắt đầu diễn tiếp, còn gớp thì đủ mấy chung trốn luôn. Quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi.